Sáng nay, tại nhà Quốc hội đã diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trong bài phát biểu khai mạc trước Quốc hội, cử tri cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh về công tác nhân sự Quốc hội sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, phê chuẩn thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội xem xét thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, đồng thời Quốc hội sẽ xem xét quyết định cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông, Trơn Thành - Bình Phước, điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Về giám sát tối cao, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7. Xem xét báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về nội dung dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Bên cạnh đó là xem xét thông qua các nghị quyết chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025, báo cáo của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, phê chuẩn thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội xem xét thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao trong Quốc hội. Ông Trần Thanh Mẫn cũng cho biết kỳ họp thứ 7 Quốc hội sẽ làm việc trong 26,5 ngày, tức là từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 6 năm 2024, chia làm hai đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6.